Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình chuyên mua bán máy cũ, máy tính bảng mua rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2021. Và hôm nay thì là cũng ngày là đầu tháng mùng 1 tháng 11 của năm 2021. Thì là mình cũng chúc các bạn coi như là một tháng mới coi như là tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và coi như là thật nhiều sức khỏe và làm kiếm ra thật nhiều tiền và ủng hộ coi như là nhiều sản phẩm bên mình các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm đời cũ giá rẻ, thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn từng sản phẩm một. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về rất nhiều sản phẩm coi như là LG V50S ThinQ 5G các bạn nhé. Đấy, trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về đây. Hôm nay nhà mình về nhiều lắm. Nhà mình hôm nay về tất cả là được mấy chục cây cơ. Còn ở chỗ kia mình đang sạc pin. Còn ở chỗ này thì mình đã sạc pin đầy rồi, thì mình sẽ bỏ ra coi như là review chi tiết cho các bạn với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng. Thì là cái con LG V50S ThinQ 5G này thì là còn ở thời điểm hiện tại là có đáng mua không các bạn nhá. Đấy. Ở trên thị trường con này bán cực kỳ là đắt, với mức giá coi như là từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng cơ. Đấy. Nhưng với ở shop của mình ngày hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn về dưới mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thôi. Con LG V50S ThinQ 5G các bạn nhá. Đấy, thì mình sẽ hôm nay thì nhà mình lại về duy nhất. Thì sản phẩm này thì nhà mình nay về được duy nhất một màu này, là một màu xanh đen. Đấy. Duy nhất một màu này là một màu xanh đen đấy ạ. V50S ThinQ 5G thì ngoại hình thì bọn này bên mình thì là ngoại hình thì là máy đẹp là trên 90%. Đấy. Ngoại hình máy đẹp là trên 90%. Nói chung là bọn này thì nó không khác gì là máy mới các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì là ok rồi. Đấy. Ngoại hình là ok rồi các bạn nhá. V50S ThinQ 5G. Và màn hình con này thì là gì nhỉ? Cực kỳ là đẹp luôn. Và màn hình của con LG bên mình thì màn hình là cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Màn hình được cái là thiết kế con này thì là thiết kế của nó là giọt nước này. Đấy, thiết kế giọt nước bo tròn rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình của nhà mình là màn hình đẹp keng, không ám ố hay là không lưu ảnh các bạn nhá. Đây, ở trên tay mình. Con này thì mình đã tải coi như là ứng dụng coi như là nhiều ứng dụng trò chơi game ở đây, thì mình đã tải Liên Quân Mobile, PUBG Mobile và nhiều trò chơi khác, thì mình sẽ tí nữa mình sẽ test sơ cu qua về một hai trò chơi cho các bạn. Thì đầu tiên con này thiết kế của nó thì là cũng là bo tròn bốn cạnh. Đấy, bo tròn bốn cạnh. Đấy, rất là đẹp luôn. Và ngoại hình là cũng là đẹp. Con này được cái là trang bị cổng của nó là jack tai, nó là tai C này, jack tai C 3.5 và gì nhỉ? Jack tai nghe là 3.5 và là cổng sạc của slot cổng sạc tai C các bạn nhé. Cái mic là cắm livestream thì các bạn có thể là cắm mic ra mic livestream hay thu âm là cực kỳ tuyệt vời. Và con này thì loa nghe nhạc của nó là loa kép này, một loa bên trên và một loa bên dưới, nghe là cực kỳ là hay. Và cấu hình con này thì cực kỳ là khủng. Cấu hình con này là cực kỳ là khủng. Trang bị con này là màn hình của nó là OLED 6.4 inch, độ phân giải của nó là Full HD cộng. Và con này của nó thì là màn hình của nó là gì nhỉ? Được cái là bo tròn bốn cạnh này, nhìn rất là xinh. Giọt nước, thiết kế giọt nước rất là đẹp luôn. Và con này là cấu hình cực kỳ là khủng. Trang bị con này là phiên bản của nó là RAM 8GB. Đấy. Con RAM là 8GB nhá. Đấy. RAM 8GB và bộ nhớ trong con này là 256GB. Với là bộ nhớ trong coi như là 256GB bạn lưu trữ cực kỳ tuyệt vời luôn. Nói chung là với bộ nhớ trong 256GB các bạn không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ mày. Nói chung là lưu trữ thoải mái luôn. Và dung lượng pin con này của nó thì là pin của nó là pin 4000. Và con này đã được lên Android 10 rồi các bạn nhé, gần như là mới nhất rồi. Thời gian nữa sẽ được coi như là cập nhật Android coi như là mới nhất, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng các bạn nhá. Đây ạ. Mình sẽ vào coi như là thông tin phần mềm đã được cập lên Android coi như là 10 rồi. Nói chung là từ Android 10 trở lên các bạn dùng coi như là xa xả rồi. Thời gian nữa các bạn có thể là có bản Android 11 các bạn có thể là cập nhật lên, dùng rất là sướng luôn. Nói chung là sản phẩm coi như là V50S này thì là sẽ là bản nâng cấp rất nhiều của sản phẩm coi như là V50 các bạn nhá. Từ camera nó sẽ là camera kép. Đấy, camera kép, thu nhỏ lại là camera kép. Và cũng là coi như là thiết kế của nó là bằng với mặt kính, nhìn rất là hay luôn. Mặt lưng rất là sướng luôn. Và mặt kính của nó là con này thì của nó là gì nhỉ? Mặt kính classic cái gì ấy, bấm cực kỳ là gõ, cực kỳ là phướng luôn. Rất là sướng. Đấy. Và con này thì là mình sẽ review sơ qua về cái phần nghe nhạc hay là xem phim. Sản phẩm coi như là cái màn hình OLED này xem là có đẹp không các bạn nhé. Đấy. Màn hình thiết kế giọt nước rất là sáng và rất là trong luôn. Hình ảnh rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Mình sẽ vào coi như là nhạc cho các bạn nhé. Mình sẽ phải loát ra. Mạng buổi tối nhà mình thì nó hơi chậm một chút. Đấy, với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn mua con này có đáng đồng tiền không các bạn nhá. Nghe nhạc đấy ạ. Đấy, nghe nhạc thì loa kép luôn. Đấy, một loa bên trên và một loa bên dưới.
màn hình OLED hiển thị cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn nghiêng này, không có độ bóng mờ gì luôn. Đó, nhìn rất là xinh và rất là sướng. Đây, một coi như là bạn gái cực kỳ là xinh các bạn nhá. Đấy. Và được cái là trang bị con này của nó là RAM của nó là RAM 8GB. Các bạn chạy cảm giác nó cực kỳ là mượt luôn. Con RAM 8 mình cảm giác nó chạy nó mượt kinh khủng luôn ạ. Mượt lướt cực kỳ là mượt luôn. Cảm giác nó nhanh lắm. Cảm giác đa nhiệm nó cực kỳ là nhanh luôn. Với con RAM 8GB. Và thứ hai là cái bộ nhớ 256GB các bạn lưu trữ cực kỳ tuyệt vời luôn. Không bao giờ sợ lo đầy bộ nhớ máy. Và con này của nó là được cái là chạy chip Snap là 855. Chip này là gánh game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng thì các bạn mua con này thì là cực kỳ là xứng đáng các bạn nhé. Đấy, tiêu chí với mức giá là hơn 3 triệu đồng các bạn mua con này thì cực kỳ xứng đáng luôn. Và sản phẩm coi như là LG V50S này thì mình sẽ nói sơ qua về tính năng. Đấy, camera của nó là chụp ảnh là cực kỳ sắc nét luôn. Rất là trong trẻo luôn các bạn nhá. Các bạn mua con này về để các em nhỏ mà để học online ấy, cái màn hình OLED của nó sẽ là nhìn vào đây nó sẽ là không ảnh hưởng mắt nhiều và không hại mắt nhiều. Các bạn mua về học online hay là xem phim, nghe nhạc con này là cực kỳ tuyệt vời. Và con này tính năng mở khóa nó sẽ là có một tính năng như kiểu là con V60. Đây, mình sẽ vào cho bạn tính năng. Tính năng mở khóa con này nó sẽ là một tính năng là chỉ là dấu vân tay. Nó như kiểu là con V60. V60 nó chỉ là một vân tay các bạn nhé. Đấy ạ. Đây, ở đây thì là sẽ còn rất nhiều game Liên Quân Mobile, PUBG, nói chung là cái game nào cũng có thể là chơi được. Nói chung là dòng này là RAM 8 các bạn khỏi chơi luôn, chạy quá nhanh luôn. Đây, mình sẽ vào, mình sẽ lướt qua trò chơi game này. Đấy, chạy nhanh lắm đây. Cảm giác nó, các bạn nghiêng nó, độ nghiêng nhạy lắm, sướng lắm. Con RAM 8 các bạn chơi khỏi phải chơi luôn. Đấy, mình sẽ vào coi như ở giữa. Đấy, lướt cảm giác nó, cái màn hình nó đẹp. Cái màn hình OLED nó đẹp, nhìn nó phê loi luôn. Ôi, mình nhảy qua. Đấy, nhìn nghiêng sướng lắm. Đấy, mình sẽ nghiêng đây, cảm giác nó nhạy lắm. Đấy, nhìn rất là nhạy luôn. Đấy. Đấy, mình sẽ vào coi như là cái màn hình coi như là phim 8K cho bạn nhé. Đấy, game thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Bọn này thì các bạn mà mua về con này là trải nghiệm hay là chạy ứng dụng là cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, mình sẽ vào coi như là cái màn hình 8K. Đấy, các bạn nhìn cái nét quấy. Màn hình 8K cực kỳ nét luôn. Đấy, các bạn nhìn trong chưa ạ? Đấy, nhìn nghiêng không có độ bóng mờ thì rất là trong luôn. Đấy, cực kỳ tuyệt vời các bạn nhá. Với mức giá coi như là hơn 3 triệu đồng các bạn mua con sản phẩm coi như là V50S này thì là đáng đồng tiền bát gạo. Và sản phẩm coi như là V50S ThinQ 5G này bên mình thì bên mình mình chưa nói qua tính năng này. Tính năng hay nữa là tính năng của nó là sẽ hỗ trợ 5G các bạn nhé. Đây, mạng di động đây ạ. Mạng di động ở đây thì nó sẽ là chế độ LTE sẽ là 4G nhưng mà ở đây mình sẽ chọn ưu tiên 5G luôn. Đấy, các bạn cứ chọn cho mình ưu tiên 5G. Nếu mà các bạn mà đã có sóng 5G thì các bạn có thể là sử dụng sóng 5G rất là nhanh và rất là mượt luôn. Và sản phẩm coi như là LG V50 ThinQ V50S ThinQ 5G này thì bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 3.900.000 các bạn nhé. Đấy, sản phẩm này bên mình đang bán cho bạn với giá 3.900.000. Đấy, cam kết cho bạn coi như là máy zin nguyên bản các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng. Đấy, nhà mình nay về được rất là nhiều luôn. Nhà mình nay về được mấy chục cây nên là các bạn tha hồ lựa chọn. Đấy. Giá trên thị trường đang bán với mức giá coi như là 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Nhưng với ở cửa hàng mình ngày hôm nay thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.900.000 và mình sẽ cam kết cho bạn coi như là máy zin nguyên bản luôn. Hàng này các bạn khỏi phải chê luôn. Cực kỳ là đẹp luôn và màn hình cũng là cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, 3.900.000. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Và sản phẩm bên mình thì là bán ra thì là cứ lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng. Và bên mình là có ship code 3 miền nên là các bạn cứ nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nên là ok các bạn nhé. Mọi vấn đề gì các bạn có thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình là số nhà 72 phố Ba Thá, Viên An đường Hòa Lộ để mua bán hoặc giao lưu trao đổi và máy. Và đây là hai số hotline mình và giờ làm việc mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối các bạn nhé. Đấy, V50S ThinQ 5G giá chỉ phải giá coi như là 3.900.000 cho bạn. Đấy, 3.900.000 các bạn nhé. Bọn này nói chung là với 3.900.000 các bạn mua những con nào, nói chung là mình đố các bạn với mức giá là 3.900.000 mà các bạn mua được con nào mà RAM 8GB, bộ nhớ 256GB các bạn nhé. Nói thật, với 3.900.000 con này các bạn mua cực kỳ là sướng luôn. Với thời điểm hiện tại các bạn mua cực kỳ là sướng. Đấy, nhà mình nay về rất là nhiều nên là các bạn thao lựa chọn sản phẩm cũng như là V50S ThinQ 5G này các bạn nhé. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về lô hôm qua thì nhà mình về được là hơn 10 cây. Con LG G8 ThinQ này các bạn này, ThinQ nhá. Con này là không hỗ trợ 5G nhá. Con G8 này sẽ không hỗ trợ 5G. Đấy, hôm qua nhà mình về được là hơn chục cây ấy. Màu có như là màu đỏ tươi mận chín này. Màu đỏ tươi mận chín này thì hôm qua nhà mình về được hơn chục cây nhá.
thì mình hôm nay mình đã bán hết rồi, còn duy nhất mỗi một cây này luôn các bạn nhá. Thì là con này thì là thiết kế của nó cực kỳ là đẹp. Con này thì là màn hình của nó là AMOLED. Trang bị con này thì là màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Màn hình con này của nó là màn hình AMOLED đấy, màn hình AMOLED rất là xong đẹp nhá. Nói chung là màn hình bọn này cực kỳ khỏi tuyệt vời luôn. Quá là đẹp, bo tròn có như là bốn cạnh. Màn hình của nó là 6,1 inch. Thiết kế con này là cực kỳ là đẹp. Tại vì cái loa của nó ấy, thì cái loa của nó sẽ là loa chìm đi. Mình sẽ xem qua con V50S này. V50S thì sẽ là hở màng loa và sẽ là thiết kế kiểu là giọt nước. Đấy. Con này thì sẽ là thiết kế kiểu giọt nước. Nhưng với cái con coi như là G8 này thì là màn hình của nó là tai thỏ. Con này thiết kế của nó là tai thỏ này. Đây, con này thiết kế tai thỏ nhưng mà cái gì nhỉ? Cái tai thỏ nhưng mà nó sẽ là không hiện màng loa nhé. Ở đây nó sẽ là không có màng loa này. Đấy, nên mà các bạn tỷ lệ mà ví dụ các bạn là làm bụi ấy, các bạn nào mà làm công nhân mà bụi ấy, thì các bạn sẽ là cái bụi nó sẽ là không chui vào được cái chỗ màng loa này các bạn nha. Nên các bạn dùng cực kỳ yên tâm luôn. Cái con LG G8 này rất là hay luôn. Con này cũng là chip Snap là 855 như kiểu con V50S. Và RAM con này thì là thấp hơn một tí. RAM của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Và ngoại hình con này thì là màn hình rất là đẹp luôn. Ngoại hình thì là bọn này thì là máy đẹp leng keng luôn. Thiết kế của nó rất là tuyệt vời. 3 camera nhá. Cũng là phẳng với cái này. Đấy. Con LG G8 này, màn hình con này thì là bên mình là đẹp keng các bạn nhá. Màn hình AMOLED đẹp keng luôn. Thì là bọn này thì bên mình bọn LG G8 ThinQ này thì bên mình sẽ bán cho bạn giá 3.500.000. Đấy, con này thì mình sẽ xả bạn giá 3.500.000 các bạn nhá. Buổi tối ngày hôm nay thì mình còn duy nhất một chiếc, hôm qua mình đã bán hết cho bạn rồi. Nói chung là hàng này là quá chạy luôn. Rất nhiều bạn coi như là tin tưởng đặt hàng bên mình các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung A30s. Cái con Samsung A30s này của nhà mình thì là phiên bản công ty này. Đấy. Con này của nhà mình là phiên bản công ty các bạn nhá. Đấy. Samsung A30s con này của nhà mình là phiên bản công ty, hai sim hai sóng. Màn hình con này của nó là màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Độ phân giải của nó là HD cộng, nhưng mà con này của nó thì màn hình chỉ được là trang bị của nó là màn hình HD cộng AMOLED nhá. Cũng là mà AMOLED 6,4 inch nhưng mà được cái là trang bị của nó là màn hình HD cộng. Và con này của nhà mình thì là RAM đây ạ. RAM con này thì của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Ngoại hình con này thì là máy còn độ 90%. Đấy. Ngoại hình con A30S này thì ngoại hình thì còn 90%. Thì con A30S này thì là mình bản công ty 2 SIM rồi, thì là bọn này thì là nói chung là nhiều bạn cũng đã rõ rồi, pin 4000. Và con này pin này của nó, pin này thì là gì nhỉ? Con này thì là con này của nó thì pin gần 4000 và con V50S này thì là pin của nó thì là pin con này của nó là 4000 và dung lượng pin con này của nó cũng là 4000 các bạn nhé. Thì là con A30S màn hình HD cộng này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 2.700.000. Thì là con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá coi như là 2.700.000. Bản công ty hay sắm. Bản công ty 2 SIM 2 sóng. Đấy, nói chung là bạn nào thích sản phẩm coi như là hàng Samsung 2 SIM 2 sóng, các bạn có thể chọn coi như là A30S này, mua về tặng ông bà bố mẹ, người thân, người yêu, bà xã. Nói chung là hoặc các em học sinh mua về để học online, cái con này thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, giá với giá coi như là chỉ với giá coi như là 2.800.000 cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì là cái lô hôm qua ấy, thì nhà mình về được là một đống coi như là S9 Plus. Thì hôm nay nhà mình lại còn duy nhất một chiếc cây Galaxy S9 Plus các bạn nhá. Con Galaxy S9 Plus này được cái là trang bị của nó thì là màn hình 2K. Đấy, 6,2 inch. Đấy, độ phân giải của nó là QHD 2K+. Và con này của nhà mình thì là phiên bản Nhật này, một SIM một sóng. Chip Snap là 855. Con này là chip Snap là 845. Chip này thì gánh game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là chip Snap các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Màn hình con này thì bên mình thì là màn hình đẹp keng, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Trang bị con này của nó là RAM 6GB và bộ nhớ trong con này là 64GB. Nói chung con S9 phiên bản Nhật này thì là mình đã convert bản Nhật ấy, thường thường bản Nhật nó sẽ là nhiều cái app rác của Nhật các bạn nhé. Nhiều khi các bạn dùng rất là cực kỳ là khó chịu. Nhưng với con này, với con bản Nhật này thì mình đã convert lên cái bản quốc tế rồi. Nói chung là các bạn dùng nhanh và mượt như phiên bản coi như là quốc tế luôn. Đấy. Còn Galaxy S9 phiên bản Nhật này, đấy AU này, thì mình đã nói chung là nhiều cực kỳ nhiều cái áp giác, nhưng mình đã convert lên cái bản coi như là phiên bản của Mỹ rồi. Nên các bạn dùng con này cực kỳ là sướng. Còn Galaxy S9 Plus này thì là ngoại hình thì là bên mình thì là ngoại hình thì là còn 90%. Đấy ạ. Máy màu lông chuột rất là đẹp luôn. Nói chung những sản phẩm này các bạn mua về thì đáng đồng tiền bát gạo luôn. Thì là con này thì là bên mình sẽ bán cho bạn giá coi như là 3.900.000 các bạn nhé.
Galaxy S9 phiên bản Nhật đã convert coi như là lên bản quốc tế rồi. À, convert ở đây có nghĩa là convert phần mềm các bạn nhé. Đấy, convert phần mềm, à, không phải phần cứng ngay hay là ABC gì các bạn nhé. Mình đã convert phần mềm lên cho bạn rồi. Nói chung là máy zin nét luôn, 3.900.000 cho bạn. Đấy, còn Galaxy S9 Plus các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm coi như là Galaxy S9 Plus để các bạn nhận hàng mình sớm nhất các bạn nhé. Đấy. Đây, hoặc là liên hệ trực tiếp qua số mình. Đây địa chỉ cửa hàng mình các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình có về coi như là SIM Villa. SIM Villa vào mạng cả năm này. Cả năm các bạn chỉ mất với giá coi như là 300.000, không phải nạp tiền này. Bộ sạc nhanh 18W trình hãng của LG này. Bộ sạc nhanh trình hãng 18W của LG này bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 99k. Các bạn có thể là chọn mua lẻ củ và mua lẻ sạc cũng được các bạn nhé. Và đây trên tay mình đây là bộ sạc coi như là 25W này. Bộ sạc nhanh 25W của Samsung. Bộ sạc siêu nhanh này bên mình đang bán cho bạn với giá coi như là 150.000 đồng. Thì ở dưới phần mô tả của video thì mình sẽ để coi như là link Shopee của mình. Để cái link coi như là Shopee của mình đây này. Cái Shopee của mình đã coi như để cái link Shopee ở cửa hàng mình ở dưới cái phần mô tả video rồi. Thì các bạn có thể là vào Shopee của mình, các bạn có thể chọn mua này. Các bạn có thể là đây vào ở đây là mạng nó hơi kém. Các bạn có thể là chọn mua SIM Villa này, sạc Samsung này, sạc siêu nhanh của 25W này. Bộ sạc LG này, ốp V50, ốp dẻo S10 5G và nhiều phụ kiện khác. Các bạn có thể lên Shopee ủng hộ coi như là những sản phẩm bên mình các bạn nhé. Đấy. Bạn nào mà chưa có củ sạc nhanh chính hãng 18W của LG, các bạn nhanh đặt hàng mình được sớm nhất nhá. Đây, bộ sạc nhanh 25W của Samsung, giá chỉ với giá coi như là gì nhỉ? Chỉ với giá coi như là 150.000 đồng thôi. Đấy, sạc cho bạn cực kỳ là rẻ. Đấy. Và tiếp theo sản phẩm cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục coi như là 4 cây S10 Plus phiên bản Mỹ các bạn nhá. Đấy, trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được 4 cây luôn. Hàng này bên mình bán cực kỳ là chạy luôn. Tại vì biết thì sao không? Tại vì hàng này của nhà mình thì là phiên bản Mỹ. Chip Snap là 855. Chip này thì gành game hay chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Đấy, và máy lại còn đẹp nữa. Đấy. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ, chip Snap là 855 này. Thì là ngoại hình bên mình thì là ngoại hình thì là trên 90%. Máy đẹp len keng. Đấy. Và màn hình cũng là cũng đẹp keng các bạn nhé. Màn hình bên mình thì là cũng đẹp keng luôn, không ả mố hay không lưu ảnh gì luôn này. Đấy, mình sẽ chọn con nhiều pin thì bọn này thì mình chưa bật nguồn. Đấy. Đấy. Rất là đẹp. Hôm nay nhà mình về được 4 cây các bạn nhá. Đấy, ngoại hình rất là đẹp luôn. Nói chung là các bạn mua bọn này thì đáng đồng tiền bát gạo luôn. Dùng cực kỳ là mê và cực kỳ là sướng. Và thiết kế con này thì là bo tròn coi như là bốn cạnh. Màn hình của nó thì là 6.4 inch. Con này thì nó sẽ là không to quá, không nhỏ quá, dùng cực kỳ là sướng đấy. Màn hình của nó là tràn viền này. Đấy, bo tròn tràn viền 6.4 inch. Không to quá và không nhỏ quá, dùng cực kỳ hay, cực kỳ là sướng đấy. Và cái được nó thì là chạy của nó là phiên bản của nó Nhật thì nó sẽ là nhiều áp giác hơn. Nhưng với phiên bản Mỹ này sẽ là không có áp giác các bạn nhé. Phiên bản Mỹ này sẽ là không có áp giác, dùng rất là hay và rất là sướng luôn đấy. Galaxy S10 cộng này, phiên bản Mỹ, chip Snap là 855. Bản Mỹ này sẽ là chỉ là xài được một SIM một sóng các bạn nhá. Và thông tin phần mềm con này đã được lên Android mới nhất rồi, nên là các bạn yên tâm sử dụng những dịch vụ mới nhất. Và tính năng mở khóa con này thì là sẽ là tính năng đây. À quên, mình để tính năng mở khóa mình sẽ nói sau. Và RAM con này là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB và có hỗ trợ coi như là thẻ nhớ ngoài, nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng. Đấy, màn hình đẹp keng các bạn nhé. Và dung lượng pin con này của nó là pin 4K mốt. Nói chung là dung lượng pin 4K mốt ở thời điểm hiện tại con này là dùng cực kỳ là sướng rồi. Và con này cũng có hỗ trợ cổng sạc là tai C và jack tai nghe 3.5. Jack tai nghe 3.5 này các bạn có thể cắm mic live stream hay là thu âm là cực kỳ tuyệt vời. Và tiếp theo là trang bị con này hay nữa, tính năng mở khóa của nó thì mình sẽ vào các bạn tính năng mở khóa xem là có nhiều tính năng các bạn nhá. Tính năng con này sẽ là hỗ trợ tính năng là khuôn mặt này và vân tay này, rất là ok luôn. Đấy, mình sẽ vào coi như là test nghe nhạc hay là xem phim sản phẩm coi như là Galaxy S10 Plus phiên bản Mỹ này xem là có sướng hay là đáng đồng tiền bát gạo các bạn nhá. Thì là con này bên mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là hơn 6 triệu đồng. Đấy, với thời điểm hiện tại thì các bạn đáng mua không bạn nhá. Đấy, nghe nhạc cực kỳ là sướng luôn. Dòng này các bạn khỏi chê luôn, nghe nhạc. Đấy, mình sẽ vào nhạc bốc cho các bạn luôn. Nghe nhạc thì bọn dòng cao cấp của Samsung thì các bạn nói chung là nghe nhạc thì giòn lỗ tai luôn. Đấy,
các bạn nghe nhạc khác không? Giòn lỗ tai luôn. Bạn chọc quá. Quay ngang quay dọc luôn, rất là sướng luôn. Quay nói chung là 360 độ. Con này chỉ được quay 360 độ các bạn. Đấy. Các bạn nghe nhạc sướng không ạ? Nói chung là nghe nhạc đẹp. Đây, loa bên trên nó cũng cực kỳ to này. Và loa dưới cực kỳ to. Nói chung là đằng này bọn đồng. Nói chung là dòng này thì các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là đỉnh luôn. Đấy, cực kỳ là đỉnh các bạn ạ. Mình sẽ vào coi như là phim 8K này. 8K này. Sẽ vào coi như là phim 8K luôn. Mình sẽ vào coi như là... Đây, mình sẽ vào phim 8K này. Đấy, mình sẽ vào coi như là video 8K này. Các bạn, mình sẽ vào video 8K. Ui dồi ôi. Cái màn hình các bạn nhìn chưa? Cái màn hình QHD 2K này khác các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cái màn hình 2K này có cái chế luôn. Đấy. Đấy. Đấy các bạn nhìn màn hình 2K chưa? Quá đẹp luôn. Ui. Nói chung là màn hình Samsung nói chung là không làm các bạn thất vọng các bạn nhá. Loa cực kỳ to và cực kỳ là sướng luôn. Và sản phẩm coi như là sản phẩm là Samsung S10 Plus phiên bản Mỹ này bên mình đang bán cho các bạn giá coi như là 6.200.000. Đấy. Con này bên mình đang bán cho các bạn giá coi như là 6.200.000 các bạn nhá. Máy đẹp leng keng luôn, dùng cực kỳ là sướng. Sản phẩm này bên mình đã test kỹ cho bạn rồi. Nói chung là các bạn nhận máy đó coi như là về yên tâm xài sử dụng là cực kỳ là ok các bạn nhá. Đấy, S10 Plus phiên bản Mỹ là 6.200.000. Thì hôm nay nhà mình là về 4 cây nên là các bạn thao đặt hàng nhá. Đấy, 4 cây này. Nên là các bạn thao đặt hàng. Tôi thấy một vài địa điểm nhà hàng gần bạn. Đấy. Và bây giờ cũng muộn rồi và buổi tối ngày hôm nay thì là cũng là mùng 1 đầu tháng thì mình chúc các bạn cũng như là một tháng mới cũng như là tràn đầy niềm vui phúc và kiếm thật nhiều tiền và ủng hộ thật nhiều sản phẩm điện thoại cũ bên mình các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc và xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhé.